Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Thi. Và nếu mà có những thắc mắc hay muốn tìm hiểu thêm thông tin về thị trường bất động sản Quy Nhơn nói riêng cũng như là Bình Định nói chung, trong các cái dự án về đất nền cũng như là chung cư thương mại hay là ở ngoại thành hay nội thành, thì tất cả mọi người có thể liên hệ với Thi để chúng ta có thể nắm được thông tin. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh video.